Xin chào tất cả thành viên của Nhà Làm Test. Thì ngày hôm nay cũng không có gì là đặc biệt lắm. Tôi đang cầm trên tay một con Asus Zenfone 2. Thì cái giao diện của nó cũng giật, thật là nhìn là chán phèo đúng không các bạn. Cách đây khoảng 2 tuần thôi thì Asus cũng đã cập nhật cho mình một cái launcher cũng rất là đẹp. Bây giờ các bạn có thể tùy chọn cho mình rất là nhiều cái bản thêm mới. Tuy nhiên thì cũng có một số những cái thêm miễn phí, cũng như có một số thêm phải trả phí ha. Tuy nhiên thì cái gì cũng có giá của nó. Những cái thêm trả phí thì đương nhiên nó sẽ đẹp hơn những cái thêm miễn phí. Nhưng ở đây các bạn có thể có rất là nhiều sự lựa chọn khác cho mình, chứ không phải là nó đơn thuần bó gọn trong cái những cái gì mà Asus đã cung cấp từ trước. Thì các bạn có thể vào phần GUI thêm để cập nhật thêm cái phần hình ảnh mới cho mình. Ở đây thì có một bộ cái bộ bắt icon. Tuy nhiên thì phía bên này thì các bạn chỉ có thể chỉnh được icon phía cái dòng ngoài thôi, nhưng các bạn không thể chỉnh được thêm bên trong. Tuy nhiên thì ở phía bên này nó cũng có nhiều hơn, rất là nhiều những cái icon cho các bạn lựa chọn. Đây tôi thử đổi cái icon này ha. Ok, đây thì các bạn thấy nó cũng khá là đẹp hơn so với lại cái GUI lúc nãy ha. Tiếp theo thì các bạn có thể tùy chọn cái thêm cho mình. Khi mà các bạn vào CH Play, các bạn có thể cài cho mình launcher. Ở đây tôi đã cài RAW launcher, Nova launcher. Tuy nhiên còn có rất là nhiều, ví dụ như Go, Hola, Lite, C launcher. Thì đây có cả cái launcher của Win 8 nữa. Thì các bạn nào mà yêu thích Windows có thể cài cho mình cái này. Đây tôi sẽ khởi động thử cái Nova launcher. Sau khi cài và khởi động cái Nova launcher thì các bạn sẽ có được một cái giao diện như thế này, cũng khá là đặc biệt ha. Phần ứng dụng của chúng ta. Tiếp theo đó các bạn có thể thử cho mình một cái công cụ mạnh hơn nữa. Nó tên là Theme. Ở đây tôi chọn cho mình là Theme Launcher HD Wallpaper ha. Ở đây tôi sẽ cài cho mình Theme Launcher HD Wallpaper. Sau đó tôi sẽ kích hoạt nó. Thì Theme là một trong những công cụ mà cho các bạn điều chỉnh cái màn hình chính của mình rất là mạnh. Ở đây các bạn thấy rất là thú vị ha, nó có rất là nhiều sự lựa chọn. Ở đây tôi sẽ thay đổi thử một số cái theme mới mà các bạn có thể lựa chọn trong đây. Có rất là nhiều theme các bạn lựa chọn. Rất nhiều hả các bạn. Ở đây chúng ta có rất là nhiều, một multi scene, single scene, ca colorful, dark game, holiday light, vân 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 ha. Ở đây tôi đã cài đặt một số những cái mà tôi rất là thích. Ok, nhìn rất là thú vị ha các bạn. Đây tôi sẽ chuyển thêm một cái nữa. Thì với ba cái chia sẻ vừa rồi thì tôi nghĩ là các bạn sẽ có thêm nhiều những cái trải nghiệm thú vị hơn trên chiếc Zenfone 2 của mình, với những cái thay đổi mới trong cái giao diện bề ngoài. Chúc các bạn sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị hơn trên chiếc Zenfone 2 của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.